Thì đây là hai cuốn sách mà Ngọc Automation biên soạn. Cuốn sách đầu tiên nội dung đó chính là lập trình web server, tức là chúng ta muốn điều khiển PLC qua điện thoại rồi qua internet, qua máy tính, qua trình duyệt thì chúng ta sẽ sử dụng cuốn sách này. Còn cuốn sách này là lập trình PLC ở trên Visual Studio C# ấy. Đây là một cái hệ thống sấy lúa và chúng ta sẽ thực hiện cái hệ thống này ở trên cái phần mềm Tiepozo. Mình sẽ mở cái phần mềm Tiepozo V15.1 lên và chúng ta bắt đầu thực hiện luôn. Và chúng ta sẽ lưu cái hệ thống này trong folder download. Mình sẽ tạo một cái folder. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là hệ thống sấy lúa. Và qua cái phần mềm chúng ta sẽ create new project và đặt tên cho nó là hệ thống sấy lúa. Sau đó các bạn sẽ chọn đường dẫn lưu là ở cái thư mục download mà chúng ta vừa tạo. Sau đó nhấn OK và nhấn Create. Đầu tiên thì chúng ta sẽ config cho device, tức là thêm cái device mới. Các bạn sẽ nhấn nút Add New Device. Ở đây mình sẽ lựa chọn bộ điều khiển 1200 nhé. 1200 1212C AC DC Relay. Và lựa chọn cái CPU là đời cao nhất. Sau đó chúng ta sẽ nhấn F. Khi mà chúng ta có phần cứng rồi thì chúng ta sẽ thêm các bạn sẽ thực hiện bước này cho mình đã. Các bạn click chuột phải vào cái này, chọn Property. Chúng ta sẽ bật các cái bit hệ thống của con PLC. Mục đích là để sau này chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn click vào Settlement Clock Memory, sau đó nhấn nút Enable này. Enable. Và ở đây mình đã thống kê được các cái tag cho cái hệ thống này rồi. Các bạn sẽ mở cái Excel này lên. Chúng ta xem có bao nhiêu tag để là lựa chọn cái phần cứng, có bao nhiêu đầu vào, bao nhiêu đầu ra. Và đây các bạn thấy là có bao nhiêu cái input. Có 11 cái input đúng không nào? Và có cái 4 cái cảm biến nhiệt độ, 4 cái cảm biến analog. Do đó là đầu vào input chúng ta có 11. Mà con PLC này chúng ta có bao nhiêu đầu vào? Các bạn sẽ click vào PLC, sau đó project, sau đó chọn General này. Các bạn kéo xuống. Ở đây PLC sẽ có 8DI, 8DI và 6DO. Vậy thì chúng ta có 11DI, do đó chúng ta sẽ phải thêm một cái module IO nữa. Mà chúng ta có bao nhiêu DO output thì chúng ta cũng có 11 cái output. Do đó là chúng ta sẽ thêm một cái module DI-DO8, DI-DQ8 này, để cho nó đủ. Các bạn sẽ kéo qua đây. Sau đó analog thì chúng ta sẽ có 4 đầu vào. Mà con PLC này chỉ có gì? Con PLC này chỉ có bao nhiêu AI? AI là 2, tức là có chỉ có 2 đầu vào analog. Do đó chúng ta sẽ thêm một cái AI nữa. AI analog là 4 và 13 bit nhé. Chúng ta chọn cái này, kéo qua đây. Như vậy là chúng ta đã đầy đủ đầu vào đầu ra của PLC rồi. Bây giờ chúng ta lại thêm cái SCADA. Các bạn sẽ click chọn Add New Device và lựa chọn cái PC System và chọn Runtime. Click vào đây, nhấn OK. Sau khi mà chúng ta có phần cứng SCADA rồi, các bạn sẽ kéo một cái module truyền thông giữa PLC và SCADA. Các bạn sẽ kéo EACNR này qua đây. Sau đó vào Network Viewer. Chúng ta sẽ kéo từ PLC qua SCADA. Sau đó vào Connection. Cũng kéo từ PLC qua SCADA. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo được kết nối giữa SCADA và PLC rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế SCADA trước nhé. Các bạn sẽ vào đây, vào Runtime Setting. Vào cái HMI nhé, các bạn nhé. Đấy, tức là cái này. Sau đó các bạn sẽ bỏ tích vào Full Screen Mode đi. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái kích thước nào đó. Ví dụ như ở đây mình chọn là 800 x 600 thôi. Cái hệ thống sấy lúa này có màn hình cũng nhỏ thôi.
Sau đó chúng ta sẽ vào Screen và thêm một cái giao diện mới để mà thiết kế giao diện SCADA. Và đây là màn hình giao diện của chúng ta. Mình sẽ đặt tên cho cái hệ thống này. Sau khi mà chúng ta đã đặt tên rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế giao diện theo cái hình ảnh này nhé. Trước hết chúng ta sẽ vẽ một cái bồn. Các bạn sẽ vào cái này và kéo cái symbol ra. Các bạn click vào đây. Sau đó kéo cái này. Và chọn General. Ở đây chúng ta sẽ tìm đến cái tag. Và chúng ta sẽ sử dụng cái bồn này. Chúng ta sẽ kéo nó lớn hơn. Sau đó ở đầu vào chúng ta có một cái băng tải. Có hai cái băng tải đầu vào. Chúng ta lại copy cái này nhé. Ở đây cái giao diện máy tính của mình thì hơi nhỏ. Mình sẽ chỉnh như thế này. Chúng ta sẽ vào ra desktop chỉnh xuống 100% cho dễ nhìn. Các bạn sẽ chỉnh cái này thành 100%. Các bạn chỉnh cũng được mà không chỉnh cũng được. 100% thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Qua đây thì bây giờ nó nhỏ hơn, chúng ta sẽ dễ nhìn hơn đúng không nào? Và cái này thì chúng ta sẽ chọn là conveyor. Đây, cái băng tải này. Và ở mục Appearance, các bạn sẽ click vào băng tải, chọn đến Appearance, sau đó ở mục Fill Style là chọn Sander. Mục đích là để chúng ta có thể là đổi màu được băng tải, đổi màu được đối tượng khi mà tag thay đổi giá trị. Chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại thôi, chỉ cần như vậy. Và mình thấy kích thước màn hình của chúng ta thì tương đối là nhỏ đúng không nào? Chúng ta sẽ chỉnh kích thước SCADA này lớn hơn một chút. Các bạn sẽ vào quay trở lại Runtime Setting. Sau đó chọn kích thước màn hình lớn hơn. Ví dụ như là 1024x768 đi nhé. Sau đó quay trở lại Screen thì các bạn sẽ thấy là màn hình của chúng ta đã lớn hơn rồi đúng không nào? Chúng ta cho cái này ra giữa đi. Sau đó cho cái này ở vị trí này. Và ở đây thì có một cái băng tải đưa xuống. Chúng ta cũng copy cái này. Chúng ta sẽ chọn con wire mix và chọn cái này. Cái này giống như là một cái silo ấy. Bên trong nó quay. Nó quay để đưa liệu. Ở đây chúng ta sẽ là đưa lúa. Mục đích của cái này là quay đưa lúa vào cái bồn. Sau đó chúng ta lại tiếp tục copy cái này nữa. Copy cái này. Cái flexible tubing và cái đường ống này. Sau đó chúng ta lại copy cái này. Và chọn một cái đường cong. Như này chẳng hạn. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo được hai cái băng tải. Và chúng ta sẽ copy cho hai cái động cơ ở đây. Motor, các bạn sẽ tìm đến cái motor. Motor. Lựa chọn một cái motor nào đó. Ví dụ như cái motor này. Và các bạn sẽ cho nó quay một góc layout này. Các bạn sẽ chọn Mirror Horizontal thì nó quay hướng vào đây. Sau đó cũng copy cái này luôn nhé. Copy cái này cho cái băng tải này. Và ở mỗi cái băng tải này thì chúng ta sẽ có một cái switch bằng tay. Chế độ bằng tay. Các bạn sẽ lấy cái switch này qua. Lấy cái này. Và điều chỉnh cái switch một chút khi mà appearance này, khi mà switch on thì chúng ta cho nó màu xanh, switch off thì màu đỏ, và cái chữ chúng ta cho màu trắng. Kích thước chữ chúng ta giảm xuống 13 thôi. Đấy, mỗi cái động cơ băng tải thì có một cái switch, chúng ta sẽ đặt tên cho nó là băng tải 1.
Ở đây là bồn sấy thì chúng ta không nói nữa rồi. Tiếp theo chúng ta lại đi đến tạo cái băng tải 3, cái ống xả 3 đưa xuống output như thế này. Chúng ta cũng tạo cái băng tải bên dưới nhé. Copy cái này. Ở đây là một cái băng tải quay như thế này thì mới đúng. Sau đó chúng ta lại cho nó đi xuống. Ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái thùng. Copy cái này nhé. Tên, các bạn sẽ tìm đến cái tên. Ví dụ mình sẽ chọn cái tên này. Và ở đây là băng tải 3. Các bạn cũng phải copy cái này nhé. Copy cái động cơ này. Và cái động cơ này thì chúng ta sẽ cho nó quay. Các bạn sẽ vào layout và mirror thì nó là none để cho nó hướng về cái băng tải. Và ở bên này thì chúng ta lại có một cái hệ thống lò đốt nữa. Chúng ta có một hệ thống lò đốt, các bạn sẽ làm như thế này cho mình. Lò đốt mục đích là để đưa cái lửa vào cái đưa cái nhiệt độ vào cái bên này thôi. Chúng ta sẽ copy cái này. Flexible turn big. Chúng ta sẽ lựa chọn cái này làm một cái máy gọi là máy gia nhiệt. Ở đây là máy gia nhiệt. Và bên dưới thì có một cái lò đốt. Chúng ta sẽ lựa chọn cái này cũng được. Cái nào mà các bạn thấy hình thù nó phù hợp là được. Ở trong này chúng ta sẽ cho nó hiển thị cái ngọn lửa bằng cách sử dụng cái hình chữ nhật. Và đổi màu cho nó thành màu đen. Và chúng ta sẽ lấy một cái ngọn lửa. File Nature, các bạn sẽ tìm đến Nature. Sau đó lấy cái ngọn lửa này. Và một appearance, các bạn sẽ để mặc định là Organizer để cho nó có cái ngọn lửa bên trong. Đây là hệ thống gia nhiệt. Đây gọi là buồng đốt. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó buồng đốt. Và ở đây thì có một cái gì nhỉ? Cái máy thổi. Thổi hơi vào để mà thực hiện đốt đấy. Các bạn sẽ tìm đến cái fan. Cái blow chứ. Các bạn sẽ tìm đến cái blow. Và sử dụng cái này. Đây là quạt đúng không nào? Chúng ta sẽ vào Excel và xem cái mục output này. Chúng ta có gì nhỉ? Quạt gió. Cái này là quạt gió. Đấy, chúng ta sẽ đặt tên cho nó là quạt gió. Và quạt gió này thì cũng chạy dừng được bằng tay, ở chế độ bằng tay. Và cái ở trên này thì máy gia nhiệt rồi máy truyền nhiệt. Chúng ta lại có một cái máy truyền nhiệt nữa. Máy truyền nhiệt thì chúng ta sẽ đặt ở cái ở vị trí này, trí này. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên cho nó là máy truyền nhiệt, bộ truyền nhiệt. Và cái này là máy gia nhiệt. Và cái này thì cũng có chế độ bằng tay, do đó chúng ta sẽ copy cái switch này qua thôi. Ngoài ra thì còn có một cái van ở đây nữa các bạn nhé. Có một cái van ở đây. Chúng ta sẽ copy cái này và thêm một cái van. Đây gọi là van xạ.
Con chạm này thì cũng có chế độ tự động và chế độ bằng tay. Chế độ bằng tay thì nó cũng điều chỉnh bằng switch đấy. Chúng ta đã đủ thiết bị chưa? Ở đây thì chúng ta có là băng tải 1, 2, 3 rồi khuấy bùn sấy. Chúng ta thiếu một cái là khuấy bùn sấy nữa. Chúng ta sẽ đặt cái khuấy ở trong này. Các bạn sẽ copy cái này và chọn cái motor khác. Chọn một cái motor. Ví dụ như là cái này chẳng hạn. Và các bạn sẽ cho nó quay một góc 90 độ nhé. Hoặc là 270 độ. Để cho nó quay đầu đi xuống. Và chúng ta sẽ copy một cái nữa, đó chính là mixing. Mixing tức là cái đầu khuấy đấy. Rồi là cánh khuấy. Và layout là chúng ta sẽ không cho nó bằng 0 độ. Đây chính là cánh khuấy. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì? Khuấy bùn sấy, động cơ khuấy nhé. Động cơ khuấy thì cũng có bật tắt được bằng tay. Chúng ta lấy ở đây. Ok, như vậy là chúng ta đã đầy đủ các cái thiết bị ở trong cái hệ thống sấy lúa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm cái gọi là cái điều khiển chế độ vận hành. Chế độ vận hành đúng không nào? Các bạn sẽ làm như thế này cho mình. Bảng điều khiển của chúng ta sẽ có thứ nhất là nút chế độ vận hành. Chúng ta sẽ chọn cái switch chế độ vận hành. Auto menu đấy. Cái này chúng ta sẽ cho màu trắng hết. Chứ chúng ta cho màu trắng hết. Và on rain thì chúng ta cho màu này. Operand thì chúng ta sẽ cho màu này. Khi mà on thì là auto và off thì mà là menu. Vậy thì chúng ta sẽ đổi on thành auto. Auto là tự động. Còn off là menu. Là bằng tay nhé. Và cái label gọi là chế độ vận hành. Chế độ vận hành auto menu. Sau đó chúng ta lại có cái hai cái nút gọi là nút chạy và nút dừng ở chế độ tự động. Đây, chúng ta sẽ thêm hai cái nút nữa. Chạy, chạy và dừng. Các bạn sẽ cho cái border này về 0 này. Sau đó copy nút dừng. Và tiếp theo chúng ta lại có ba cái đèn. Bốn cái đèn chứ. Cái đèn gọi là đèn auto này. Và chúng ta lại có một cái switch nữa, đó chính là mô phỏng. Mô phỏng on off. Chúng ta sẽ copy cái này. Chế độ mô phỏng. Simulation các bạn nhé. Simulation. Chúng ta sẽ đặt là. Và cái chữ các bạn sẽ cho nó thành màu trắng đi. Và ngoài ra thì còn có một các cái thông số cài đặt nữa. Như thế này thì giao diện của chúng ta cũng đang hơi chật. Do đó chúng ta sẽ vào setting, cài lại, tăng cái chiều rộng của giao diện lên thành 1280 x 1366 x 768 đi nhé. 1366 x 768 để cho giao diện nó rộng rãi hơn. Như thế này thì nó đã rộng hơn rồi. Đấy. Các bạn thấy là nó rộng rãi hơn chưa nhỉ? Ở đây là các bạn sẽ để như thế này. Cài đặt thông số thì chúng ta sẽ có là ở đây mình đã thống kê rồi data ở đây. Cài đặt mức nước, mức liệu cao rồi lâu rồi lâu. Tức là mức liệu ở trong cái bồn sấy đấy. Rồi chúng ta sẽ cài đặt như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng cái IO fill này. Kéo qua đây.
Mình giải thích ở đây một chút này. Ở đây thì chúng ta sẽ có mức liệu này là mức liệu cao 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 này, tức là mức liệu quá cao, mức liệu thấp, mức liệu quá thấp, tức là mức liệu của cái bùn bùn sấy này. Rồi nhiệt độ buồng đốt, nhiệt độ buồng đốt thì chúng ta có nhiệt độ buồng đốt này, cao và thấp, nhiệt độ gia nhiệt ở đây cao và thấp, độ ẩm là cao và thấp, độ ẩm ở trong này, và số mẹ, cài đặt số mẹ. Số mẹ tức là khi chúng ta vận hành thì nó chạy được bao nhiêu số mẹ đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ hiển thị cái giá trị, hiển thị cái giá trị của các cái nhiệt độ. Ví dụ như ở đây là nhiệt độ nhé. Đây. Và chúng ta sẽ dùng text bình thường. Các bạn sẽ chỉnh cái này cho nó đẹp này. À, chúng ta sẽ chỉnh xuống 2 thôi. Sau đó ở cái màu này, color background thì chúng ta sẽ cho màu nâu này. Ở cái general, cái này chỉ hiển thị thôi, do đó chúng ta sẽ chọn là output. Sau đó các bạn sẽ copy cho nhiệt độ của buồng đốt cũng vậy. Độ ẩm, đúng không nào? Độ ẩm của cái bồn sấy. Và ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái mức liệu. Các bạn sẽ kéo cái này qua này. Cái này. Mức liệu ở đây. Từ 0 đến 100 nhé. Các bạn sẽ chỉnh như thế này cho mình. Các bạn sẽ vào Appearance. Click vào Layout Width Inner Bar. Sau đó Background Color. Sau đó ở mục Border. Chúng ta sẽ chọn là No Border. Bar Style là No. Rồi không không có thành 3. Scale chúng ta cũng tắt cho scale đi. Và cái mask này, chúng ta cũng tắt cái mask đi. Như vậy là chúng ta đã có một cái mức liệu ở trong bồn như thế này. Mức 0 thì chúng ta cho màu đen cho dễ nhìn. Còn mức này chúng ta cho màu sáng lên, ví dụ như màu xanh này. Đây là mức lúa ở trong bồn. Như vậy là chúng ta đã làm xong, thiết kế xong cái SCADA của cái hệ thống lúa này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại POC để thêm các cái tag. Ở đây thì mình đã thống kê được tất cả các cái tag ở trong cái hệ thống này rồi. Chúng ta chỉ cần copy qua thôi. Chúng ta sẽ vào POC tag, sau đó add new table. Mình sẽ đặt tên cho nó là input. Input thì có các cái tag này. Chúng ta copy cái này. Sau đó dán vào đây. Và copy cái này luôn. Và ở đây cũng có IVK bạn nhé. IVK là các cái cảm biến analog. Và định dạng sẽ là integer. Định dạng integer. Và mình nhớ sẽ là từ IVK64. Cái này sẽ copy cái này. Và song song với Y thì chúng ta sẽ có M. Tức là M này mục đích là để đưa qua SCADA thôi. Tại vì SCADA nó không nhận miền nhớ M. À, miền nhớ Y chứ. SCADA không nhận miền nhớ Y. Copy cái này.
Chúng ta có một cái nút mô phỏng trên SCADA. Và bây giờ chúng ta sẽ qua mình nhớ gọi là output. Output là đầu ra Q nhé. Output chúng ta sẽ copy cái này. Data type và đầu ra Q cái này. Ngoài ra output thì còn có là output ở chế độ auto và output ở chế độ menu. Mục đích là hai cái chế độ này là khác nhau nhé. Chúng ta sẽ thêm một cái trung gian output. Các bạn sẽ đặt tên cho nó là trung gian output. Chúng ta sẽ copy cái này, output auto. Và chúng ta sử dụng cái mền nhớ M từ M20 trở đi. Output menu. Rồi, dữ liệu tức là các cái thông số cài đặt và thực tế. Rồi, chúng ta sẽ thêm cái này, cài đặt setting, mình sẽ đổi tên thành setting đi, rename cái này setting. Các bạn sẽ copy cái này dán vào đây và mình nhớ sẽ là cái định dạng số thực và số nguyên bắt đầu từ MD100 trở đi. Giá trị thực tế mình cũng sẽ setting và actor cũng sẽ cho vào đây luôn. Cái này số mẹ là integer nhé. Và đây là mvk. Ngoài ra thì còn có là các cái bước vận hành nữa. Chúng ta tạm thời cứ copy cái bước vận hành ở trong cái hệ thống này. Chúng ta sẽ add new bước vận hành. Một lát nữa lập trình thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bit bước vận hành này. Copy. Tức là các cái bước vận hành chế độ tự động. Sau khi mà chúng ta đã làm xong cái tag thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gán tag này. Trước khi lập trình chúng ta gán tag trước cho nó nhanh. Gán tag cho các cái nút nhấn rồi các cái đối tượng điều khiển. Trước hết là nút nhấn chế độ vận hành đúng không nào? Chúng ta sẽ kích vào đây sau đó chọn M. Chế độ vận hành nhé. M là mode các bạn thấy này. M và các bạn sẽ chuột phải chọn property. Ở mục General này, chúng ta sẽ sử dụng cái M-Mode này, kéo từ đây qua đây. Sau đó, ở cái mục là Event, thì chúng ta sẽ chọn Switch On là Set Bit. Switch Off là Reset Bit. On thì chúng ta cho bit lên 1. Và cái tag chính là M-Mode. Off cũng vậy, M-Mode. Như vậy là chúng ta đã gán xong cái chế độ vận hành. Hai nút chạy dừng này thì Press thì chúng ta sẽ set bit chạy dừng, auto run đúng không nào? Set bit auto run. Release thì chúng ta reset bit auto run. Tương tự cho nút dừng này. Press set bit auto stop. Và release thì reset bit auto stop. Chúng ta sẽ cho hiển thị màu sắc bằng cách là vào animation chọn display chọn appearance. Khi mà bằng không tức là cái nút dừng này, background color chúng ta sẽ cho thành màu đỏ. Và chúng ta sẽ tìm đến cái output là đèn running.
output là running làm này. Các bạn cũng copy cái này, dán cho nút chạy, paste và đổi màu. Khi mà cái đèn running lên 1 thì chúng ta sẽ cho nút chạy này màu xanh. Đấy, nguyên lý là như vậy. Rồi cái đèn auto thì khi mà cái đèn này appearance, khi cái đèn này lên 1, đèn auto lên 1 thì chúng ta cho nó màu xanh này nhé. Cái đèn làm auto. Còn đèn menu khi mà lên 1 thì chúng ta lại cho màu vàng này đi. Màu này. Đèn quy làm menu. Rồi đèn run. Đèn run thì cũng tương tự như nút chạy, chúng ta copy của nút chạy luôn. Copy và dán cho đèn run. Đấy. Còn nút dừng thì copy và dán cho stop. Ở cái simulation này thì chúng ta sử dụng cái bit gọi là display này, à cái event. Switch on thì set bit thôi, và switch off thì reset bit. Switch on nhé, chúng ta sẽ tìm đến cái M, sau đó M simulation, kéo qua đây. Cái này cũng vậy, kéo qua đây. Và ở property chúng ta cũng phải kéo qua đây mới được. Sau đó mức liệu 22, à cái này thì cũng nhanh thôi. Mức liệu 22 thì các bạn sẽ vào setting, cài đặt setting level HH. Setting level HH. Cái này là low, level low. Setting level low low. Rồi nhiệt độ. Nhiệt độ là gì? Nhiệt độ buồng đốt nhé. Nhiệt độ buồng đốt 2. Nhiệt độ buồng đốt low. À, nhiệt độ ra nhiệt 2. Nhiệt độ ra nhiệt low. Độ ẩm 2, độ ẩm low. Độ ẩm ở đây, setting nhé. Nhớ là setting chứ không phải là actor đâu. Low. Rồi setting số mẹ. Setting số mẹ. Rồi bây giờ chúng ta lại gán cái đầu ra thực tế số mẹ. Thực tế actor số mẹ. Rồi nhiệt độ. Nhiệt độ ghi. À độ ẩm chứ. Nhiệt độ actor độ ẩm. Actor level. Actor level. Rồi, actor máy ra nhiệt. Temper ra nhiệt. Và gì? Temper buồng đốt. Temper buồng đốt. Ok. Như vậy là chúng ta đã gắn xong những cái này. Rồi, chúng ta sẽ gắn các cái switch này. Các bạn sẽ bôi đen tất cả các cái switch của tất cả các cái thiết bị. Bôi đen hết nhé. Sau đó, ở cái mục là event, mục switch on thì chúng ta sẽ set bit. Switch off thì reset bit. Rồi băng tải 1. Băng tải 1 thì chúng ta chỉ cần kéo cái M thôi. M băng tải 1. Băng tải 1. Cái này cũng băng tải 1. Băng tải 2 cũng vậy. Tương tự như vậy thôi. Cũng không có gì là khó cả. Gán tác thì tương đối là dễ. Rồi cái này là khuấy. Khuấy đúng không nào? Mix. Đây là mix. Bộ truyền nhiệt. Truyền nhiệt ở đâu? TN, MTN nhé. TN là truyền nhiệt. Còn cái này là gia nhiệt. MGN. Rồi tiếp theo quạt gió. Fan. Mở fan nhé. Mở fan. Rồi tiếp theo van xạ. Van. Van vô. Vầy vô đúng không nào?
Về vô bằng tải 3 đúng không? Tức là mỗi switch chúng ta sẽ có 3 cái vị trí cần gắn tác. Và các bạn cứ làm như mình là được. Ok rồi. Và chúng ta sẽ gắn cái này. Gắn cái này luôn. Process tag là gì? Setting actor level đúng không nào? Actor level. Như vậy là chúng ta đã gắn trong tag trong cái hệ thống này. À chưa. Cái này nữa các bạn sẽ bôi đen cái này. Bôi đen toàn bộ cái thiết bị để mà hiển thị mà, đúng không? Chúng ta chưa gắn cái đầu ra quy cho các cái thiết bị này. Giờ rồi chúng ta sẽ phải gắn nó thôi. Rồi chuột phải chọn Property. Sau đó Animation. Display Appearance khi tác lên mode. Tác lên mode thì chúng ta sẽ cho cái Foreground Color này thành màu xanh nhé. Để cho nó vận hành cho đúng thôi. Ví dụ như băng tải 1. Băng tải 1 thì chúng ta bôi đen hai cái này. Sau đó Appearance chúng ta sẽ kéo cái tác Output là băng tải 1. Quy đồ ra băng tải 1. Băng tải 2 thì chúng ta bôi đen ba cái này. Cái này là băng tải 2. Rồi cái này là khuấy, cánh khuấy đúng không nào? Mix. Rồi cái này vân xạ. Về vô. Và động cơ băng tải. Băng tải 3. Rồi còn ngoài ra còn có quạt gió. Fan. Rồi máy gia nhiệt. GN. À, gia nhiệt thì chúng ta sẽ cho nó màu đỏ đi nhé. Cho nó màu vàng. Màu vàng, màu đỏ đi. Cho nó giống. Cái này cũng vậy, truyền nhiệt. Truyền nhiệt tên cũng cho thành màu đỏ. Cái ống này thì nó sẽ sáng lên khi truyền nhiệt sáng đi. Copy cái này. Và chúng ta cho nó màu đỏ. Ok. Như vậy là chúng ta đã gắn tác xong cho cái hệ thống này. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái chương trình PLC để mà thêm các cái khối chức năng chương trình con. Chúng ta sẽ add new block này. Và chúng ta sẽ tạo một cái start up, tức là cái block khởi tạo khi mà chúng ta bật PLC lên, mục đích là để đưa các cái thông số cài đặt vào cái thông số cài đặt này vào. Và cái khối start up này thì chúng ta không cần làm gì, chúng ta chỉ kéo nó ra vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ move các cái thông số cài đặt. Move. Ở đây ví dụ như mức liệu cài đặt. Cài đặt mức liệu thì chúng ta có 4 cái mức đúng không nào? Ở đây có nói. Ví dụ như mà cảnh báo đúng không nào? Chúng ta có một cái file yêu cầu vận hành. Yêu cầu vận hành. Chúng ta sẽ mở cái file Word quy trình lên nhé. Ok. Mức liệu thì chúng ta sẽ có là 100. Thể tích tháp là 100. Khi mà nhỏ hơn 10 thì là cạn 100, 90, 20 và 10. Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Move setting. Cái này là setting. Cái này là chúng ta sẽ đặt từ 10, 20, 10.0. 20.0. 90.0. Ở đây là setting mức liệu. Setting level low đúng không nào? À cái này là low low chứ. Low low. Setting level low. Setting level 2. Setting level 22. Rồi. Tiếp theo chúng ta lại có cài đặt nhiệt độ bằng đốt. Chúng ta cũng sử dụng hai cái khối là mover thôi. Setting buồng đốt đúng không nào? Buồng đốt 2. Setting buồng đốt low.
Buồng đốt thì chúng ta sẽ có dao động từ bao nhiêu? Buồng đốt sẽ dao động từ 500 đến 700 độ C. Do đó chúng ta sẽ cài đặt ở đây là 500.0. À đây là 700 chứ. 500.0. Rồi cài đặt, chúng ta sẽ copy cái này. Cài đặt nhiệt độ gia nhiệt. Nhiệt độ gia nhiệt thì chúng ta sẽ có dao động từ bao nhiêu? 50 đến 70 độ C đúng không nào? Do đó chúng ta sẽ 70.0. Cái này là 50.0. Ở đây là set temper gia nhiệt. Gia nhiệt high và gia nhiệt low. Tiếp theo chúng ta lại có độ ẩm đúng không nào? Nhiệt độ cài đặt độ ẩm. Độ ẩm thì chúng ta sẽ thay cái tag là độ ẩm, set độ ẩm high, set độ ẩm low. Và độ ẩm của chúng ta sẽ dao động từ 10 đến 15 độ. Độ ẩm rơi vào khoảng 20, tức là 10 đến 25 nhé. 10 đến 25. 10.0 à 25.0 và 10.0. Sau đó là cài đặt số mẹ, cài đặt số mẹ. Ví dụ như là chúng ta sẽ cho nó, cho số mẹ của chúng ta là setting số mẹ là 10 đi, 10 mẹ. Mỗi lần vận hành thì chúng ta sẽ chạy 10 mẹ chẳng hạn. Như vậy là chúng ta đã xong các thông số cài đặt vào khối startup của việc 100. Bây giờ chúng ta sẽ thêm khối chức năng là FC. FC nhé. FC manual. Tức là vận hành chế độ bằng tay, các bạn là click vào FC này. Rồi chúng ta lại thêm cái FC tự động. Rồi có chương trình con FC đọc về analog. FC analog. Rồi tiếp theo là FC simulation. Simulation tức là mô phỏng đấy. Và FC output tức là đưa ra đầu ra quy. Vậy thì chúng ta sẽ gọi ra chương trình chính các cái chương trình con này như thế nào? Trước hết thì chúng ta sẽ cài đặt chế độ vận hành. Chế độ vận hành. Chế độ vận hành thì khi mà cái tag lên 1 thì chúng ta sẽ cho đầu ra quy. Back lại nhé. Đầu ra quy. Đầu đó nếu mà tag nó thì chúng ta lại cho đầu ra quy này. Và chúng ta có hai cái bit chế độ vận hành Y và M song song với nhau. Y mode, M mode. Sau đó cái này là quy làm auto, quy làm menu. Tức là khi mà cái mode này lên 1 thì chúng ta sẽ cho đèn auto sáng, còn nếu mà không not đấy thì chúng ta cho đèn menu sáng. Thì gọi chương trình con tự động. Khi nào thì gọi chương trình con tự động? Khi đèn auto sáng thì chúng ta sẽ gọi chương trình con tự động FC auto. Gọi chương trình con bằng tay. Thì khi nào chúng ta gọi chương trình con bằng tay? Khi đèn menu sáng thì chúng ta sẽ gọi chương trình con bằng tay. Đọc về analog. Khi nào thì chúng ta đọc về analog? Khi chúng ta không mô phỏng. M simulation. Không mô phỏng, thường đóng và không mô phỏng thì chúng ta sẽ đọc về. Còn khi mô phỏng thì chúng ta sẽ bỏ qua cái chương trình đọc về analog này. Rồi output. Output thì chúng ta chỉ cần kéo ra thôi, không có gì cả. Và simulation. Mô phỏng. Mô phỏng thì khi nhấn cái nút là M simulation. Tức là cái nút M simulation lên 1 thì chúng ta sẽ gọi chương trình con mô phỏng.
Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái khối chương trình chính của cái chương trình lập trình hệ thống sấy lúa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái gọi là chương trình con. Đầu tiên đó chính là chương trình con chế độ tự động. Chương trình con chế độ tự động thì mình đã lập trình sẵn ở đây rồi. Mình sẽ chỉ vào giải thích thôi. Và chương trình con chế độ tự động thì trước hết là điều khiển hệ thống. Khi chúng ta nhấn nút Run thì chúng ta sẽ set đèn Run, đồng thời là set bước 1. Và lúc này thì chúng ta sẽ cho số mẹ về 0 luôn. Tức là có một bộ đếm số mẹ, chúng ta cho nó về 0. Còn khi nhấn Stop thì chúng ta reset một loạt bit đầu ra. Đó chính là Q này, Q đầu ra. Ở đây, đúng rồi, cái này là Q đầu ra. Và ở cái bước, chúng ta cũng reset các cái bước từ bước 1 cho đến bước 4 luôn. Rồi Network 2 đó chính là khởi động bước 1. Khởi động, khi khởi động thì chúng ta sẽ chạy bằng tải 1, bằng tải 2, đồng thời là bật quạt, nhiệt và bội ra nhiệt. Chúng ta cứ set vậy thôi. Sau đó là chúng ta sẽ set bước 2 và reset bước 1. Rồi bước 2 là ra nhiệt. Khi mà chúng ta giám sát bức bồn, nếu bức bồn 2 thì chúng ta sẽ dừng băng tạ. Còn khi nhiệt độ máy ra nhiệt đạt 50 đến 70 thì bắt đầu mở cái bộ truyền nhiệt và đưa vào cái máy trộn như thế này. Và bước 3 là giám sát độ ẩm. Khi mà độ ẩm của chúng ta chưa đạt, tức là nhỏ hơn hoặc bằng độ ẩm cao này, thì chúng ta sẽ cứ chạy như vậy, cứ ra nhiệt đến khi nào mà độ ẩm nó giảm xuống nhỏ hơn cái 2 này, thì chúng ta reset các cái, thứ nhất là mở van này, sau đó là reset quạt này, reset ra nhiệt, rồi reset truyền nhiệt, reset bồn trộn, đồng thời là nhảy qua bước 4, set bước 4 và reset bước 3. Bước 4 là xạ liệu, chúng ta sẽ mở van trong vòng 10 giây. Sau đó là 10 giây sau thì chúng ta sẽ cho băng tải 3 chạy để mà đưa nguyên liệu ra ngoài. Nếu mà mức bồn nhỏ hơn hoặc bằng 0, những mức bồn nhỏ hơn hoặc bằng 0 ấy, thì chúng ta sẽ đếm số mẹ lên 1. Đồng thời là khi mà số mẹ mà nhỏ hơn số mẹ cài đặt thì chúng ta lại quay lại bước 1 và reset bước 4. Còn nếu mà số mẹ lớn hơn hoặc bằng số mẹ đặt thì chúng ta reset bước 4 luôn. Đồng thời lúc này chúng ta sẽ tắt băng tải 3 và reset cái van. Đó chính là cái chương trình con chế độ tự động. Còn chương trình con chế độ bằng tay thì càng dễ hơn. Bằng tay thì tương đối là dễ. Chương trình con chế độ bằng tay thì khi mà chúng ta nhấn nút Y băng tải 1 hoặc là M băng tải 1 thì chúng ta sẽ cho cái băng tải 1 lên 1. Tương tự cho băng tải 2, băng tải 3 và các thiết bị khác. Chương trình bằng tay thì tương đối là dễ. Rồi, network thứ 3 là chương trình còn đọc về analog. Đọc về analog thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái hàm. Đó chính là hàm norm và hàm scale. Và các bạn thấy là có một cái trung gian analog 1 cho đến trung gian analog 4 ở đây. Mục đích là để đưa từ đầu ra của cái này và đầu vào của cái này. Do đó chúng ta sẽ sử dụng một cái biến tạo. Và các bạn dùng nó như thế nào? Các bạn sẽ vào cái temper, thêm nó là trung gian analog 1 với định dạng là số thực, định dạng là số thực real nhé. Sau đó chúng ta chỉ cần đưa vào đây thôi, nói như là một cái tag. Các bạn có thể là dùng MD ở đây cũng được, ví dụ như là MD200, MD300. Nói chung là cái ô nhớ mà có số thực là được. Và cái đầu vào của chúng ta đó chính là IVK. IVK là cái đầu vào của cái phần cứng. Giá trị từ 0 cho đến 27648. Cái này là mặc định cho đầu vào analog của PLCS8200, 1500. Sau đó là chúng ta tiến hành scale từ 0 đến 100. Cái mức bồn của chúng ta là từ 0 đến 100. Sau đó đưa ra XR mức bồn, giá trị thực tế của mức bồn. Tương tự như vậy cho nhiệt độ bồn đốt, rồi nhiệt độ ra nhiệt và độ ẩm, nó cũng vậy. Và đọc về analog rồi. Output tức là sự kết hợp giữa input, giữa auto và menu. Khi mà cái đèn auto sáng, tức là cái chúng ta đang ở chế độ auto, thì chúng ta lấy cái bit trung gian auto này rồi đưa ra đầu ra nó bằng tại 1. Còn khi mà ở chế độ menu thì chúng ta lấy cái bit trung gian menu này, tương tự cho bằng tại 2, bằng tại 3 và các thiết bị khác. Và network cuối cùng đó chính là simulation, FC simulation.
Simulation tức là chúng ta tiến hành mô phỏng trên tia Pulse mà không cần kết nối với PLC thực. Vậy thì network đầu tiên đó chính là tạo một cái ô nhớ dao động giá trị hiển thị nhảy khi mô phỏng. Mục đích của chúng ta là cho con số nó nhảy lên nhảy xuống khi mô phỏng thôi. Cái này chúng ta đưa ra một đầu ra, nó có giá trị là từ 0 cho đến 0.1. Nếu lớn hơn 0.85 thì chúng ta mua vào 0.1, tức là nó dao động từ 0.1 cho đến 0.85. Nó cứ chạy đi chạy lại như vậy. Mục đích là để tạo cái dao động trong các con số mô phỏng thôi. Rồi chúng ta sẽ tăng giảm nhiệt độ khi chạy quạt. Ở cái bước 1 thì chúng ta mua vào một cái nhiệt độ nào đó vào cái giá trị thực tế của cái của cái quạt. Giá trị là buồng đốt đấy. Khi mà cái quạt dừng, tức là cái quạt không chạy thì chúng ta sẽ giảm sắc này. Giá trị mô phỏng giảm cái nhiệt độ của buồng đốt. Còn khi mà quạt chạy thì chúng ta mô phỏng tăng giá trị của buồng đốt. Các bạn thấy là S, S là tăng. Còn sắc là trừ, S là cộng, sắc là trừ. Rồi tăng giảm nhiệt độ khi máy ra nhiệt làm việc. Và các bạn nhớ là các con số này thì mình lấy bất kỳ một con số nào đó thôi. Cái này, ví dụ như cái này thì các bạn có thể thay đổi con số này. Nếu các bạn thay đổi lớn hơn thì nó sẽ trừ nhanh hơn. Còn thay đổi cái này lớn hơn thì nó sẽ cộng nhanh hơn. Nói chung là con số này thì là demo bất kỳ một cái giá trị nào đó chẳng hạn. Và tăng giảm nhiệt độ khi máy ra nhiệt làm việc. Khi mà máy ra nhiệt làm việc thì ở cái bước 1 thì chúng ta sẽ mua vào một cái nhiệt độ 15.4 vào cái giá trị tạm này, tức là temper là nhiệt độ của cái gia nhiệt. Còn khi mà gia nhiệt không chạy thì chúng ta sẽ giảm cái nhiệt độ gia nhiệt xuống bằng một con số demo là 1.47. Còn khi mà gia nhiệt chạy có điện thì chúng ta sẽ tăng nhiệt độ lên bằng một con số demo là 1.26. Và các bạn nhớ là clock 1 Hz, tức là mỗi giây nó tác động một lần, mỗi giây nó tăng giá trị 1.26 lên. Rồi tăng giảm độ ẩm. Khi mà thực hiện bước 1 thì nó sẽ simu một cái giá trị độ ẩm. Ví dụ như là đây là 53.5, độ ẩm là 53. Rồi đến bước 3 thì nó sẽ bắt đầu giảm độ ẩm xuống. Chúng ta sử dụng hàm sắc này. Còn khi mà ban đầu thì nó sẽ mua vào một giá trị là 53.2. Rồi tăng giảm mức liệu. Tăng giảm mức liệu thì khi mà băng tải 2 chạy thì chúng ta sẽ cho tăng mức liệu một cái mức nào đó, ví dụ như 4.32. Các bạn có thể thay đổi ở đây bao nhiêu cũng được. Rồi băng tải 3, khi băng tải 3 chạy, tức là chúng ta đang xạ liệu, thì nó sẽ giảm một cái mức liệu xuống 4.21. Rồi như vậy là đây là cái chương trình PLC. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy thử nhé. Các bạn sẽ click vào PLC ở đây, sau đó nhấn cái simulation này. Rồi chúng ta sẽ nhấn nút load này nhé. Và nhấn chọn là Start Module và nhấn Finish. Như vậy là chúng ta đã chạy được PLC rồi. Qua tia Pulse thì chúng ta sẽ click vào màn hình hoặc click vào đây. Rồi nhấn cái RT. Cái nút RT là nút chạy Runtime mô phỏng cho tia Pulse. Thì đây là giao diện SCADA của cái hệ thống này. Trước hết thì chúng ta sẽ thử bằng cái chế độ manual nhé, tức là chế độ vận hành bằng tay. Chế độ vận hành bằng tay thì các cái switch này sẽ được bật bằng tay này. Khi mà băng tải 1 chúng ta nhấn on lên thì băng tải 1 nó chạy. Các cái thiết bị này cũng được bật tắt bằng tay như thế này. Đấy. Còn để mà vận hành ở chế độ tự động thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ tự động. Khi mà chuyển qua chế độ tự động thì các cái switch này nó bị ẩn đi. Sau đó chúng ta sẽ bật simulation lên, đồng thời là nhấn nút chạy. Khi mà chạy thì liệu sẽ chạy qua băng tải 1, băng tải 2 xuống cái bồn này. Lúc này cái mức trong bồn, mức bồn là nó sẽ tăng lên, tăng đến giá trị của chúng ta cài đặt là 2 là 90 thì nó sẽ dừng lại và bắt đầu tiến hành sấy. Nhiệt độ của lò sấy lúc này đạt 30, nó tăng lên cái nhiệt độ cài đặt của chúng ta từ 50 đến 70.
Khi mà đạt 70 thì nó dừng lại. Rồi lúc này nó đạt 50 rồi đúng không? Thì nó sẽ bắt đầu đưa vào bùn bùn sấy và lúc này cái khuấy nó chạy để mà khuấy đều để lúa có thể là được hong khô như thế này. Và các bạn thấy là khi sấy thì cái mức mức độ ẩm của chúng ta nó sẽ giảm xuống, độ ẩm nó sẽ giảm xuống đến giá trị của chúng ta cài đặt là 20, 25 đúng không? Thì nó sẽ mở van xạ. Sau 10 giây thì bơm tải 3 nó sẽ chạy. Bơm tải 3 chạy thì các bạn thấy là cái liệu nó giảm xuống. Cái liệu nó giảm xuống và lúc này chúng ta đang xạ liệu ở bước 4. Chúng ta đang xạ liệu. Giảm xuống, nó giảm xuống bao nhiêu? Nó giảm xuống 0 thì chúng ta lại tiến hành trộn mẹ mới. Ở đây chúng ta mẹ đặt là 10 đúng không? Lúc này chúng ta lại tiến hành trộn mẹ mới rồi. Và số mẹ thực tế hiện tại là được 1 mẹ rồi nhé. Và quá trình cứ lại lặp lại như vậy. Quá trình lại lặp lại. Ở bước 2 rồi đến bước 4. Khi nào nó đạt được cái số mẹ là 10 thì nó sẽ dừng lại. Ở đây mình sẽ đặt 2 mẹ cho nhanh nhé. Đặt 2 mẹ để check xem. Nhiệt độ của chúng ta lúc này đạt rồi. Nó sẽ xạ xuống làm sao mà độ ẩm nó giảm xuống đến 25 là được. Giảm xuống đến 25 là ok. Hay làm rồi đúng không? Lúc này van xạ nó mở ra 10 giây thì vận tải 3 sẽ chạy để đưa liệu ra ngoài. Khi mà xạ liệu thì các bạn thấy là mức liệu ở trong bồn nó đã giảm xuống như thế này. Quá trình cứ lặp lại như vậy, nếu mà số mẹ bằng 2 rồi thì nó sẽ không làm gì nữa, nó sẽ không lặp lại nữa. Lúc này số mẹ sẽ tăng lên bằng 2, các bạn sẽ thấy ở đây. Lúc này bằng 2 rồi, thì hệ thống sẽ dừng. Và không làm việc nữa. Ví dụ như chúng ta muốn chạy lại thì các bạn sẽ nhấn nút dừng, sau đó nhấn nút chạy lại. Thì hệ thống sẽ lại chạy lại làm việc từ đầu. Và đây chính là cái nguyên lý của cái hệ thống gọi là SCADA, hệ thống sấy lúa. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. Chào các bạn.